mình là bậc đại đức và các tiêu tăng đồng tu. Anh là Đức Tất Bình, Pháp Danh Cũng Thí. Con tu theo Bắc Tông và có thể nói là kinh bên Bắc Tông con đọc cũng khá nhiều và cũng có thuộc kinh, thậm chí chú Lăng Nghiêm cũng thuộc các phẩm. Rồi kinh Bổ Môn Pháp Hoa của Ngài Thích Trí Quảng con cũng thuộc 7 phẩm. Kinh Di Đà con cũng thuộc. Thế thì con nói thế cũng không phải là ngã hoa. Nhưng mà cái cũng là nhân duyên con đến với cái Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền viện ở đây thì con vào con đọc kinh thì những cái bài nhật tụng của con, nhật tụng con đọc đấy, nó động vào tâm thức của con đó, mà con rất nhiều lần con chảy nước mắt đấy. Và cái thứ hai nữa là con thấy là con cũng nói trình bày thật là như thế. Trước đây con thấy bảo bên Nam Tông là ăn mặn thì con bảo như thế, tu mà ăn mặn thì con cũng không thích, bởi con là ăn chay, con là ăn chay trường. Con đã thọ giới Pháp Hoa theo cái thọ giới Bồ Tát theo cái Bắc Tông đấy, thì được một năm và con ăn chay rồi một năm rồi. Nhưng mà đến đây thì con thấy là qua cái cách đi đứng nói năng của các sư ở đây, các đại đức ở đây, thì con thấy cái trực giác cho con ấy là rất là nghiêm túc, các sư giữ giới rất nghiêm, mà đặc biệt là không ăn phi thời. Chứ nói thật là con đi các nơi thì cũng nói là không ăn phi thời, nhưng mà các chùa cũng, các thầy cũng tối rộng vẫn còn ăn. Đấy, là con thấy nó sự thực như thế, là con nói như thế là có thật. Đấy, kể cả bên hệ phái khất sĩ cũng thế, con theo cái hệ phái khất sĩ. Đấy. Thế thì đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là con thấy là những người phục vụ đây là họ rất là cần mẫn, từ bi. Và cái cuối cùng là con thấy cái trực giác cho con thấy là cái gần như là cái hồn, cái không khí ở đây nó đánh vào cái tâm thức của con. Cho nên là đến là con nghĩ là con sẽ ở lại đây thêm. Đấy. Thế thì tất cả những câu hỏi các sư hỏi đấy, thì thật ra là con định thắc mắc hỏi xem sao thì con không hỏi, thì gần như lại đã có người khác hỏi cho con. Thế thì con thấy thế. Và con muốn được ở thêm, là trước hết là con xin thêm là 6 tuần. Và nếu mà chư thiên gia hộ cho con có sức khỏe thì con sẽ ở lại tiếp cho được 7 năm. Thế, được 7 năm. Vì như thế là nói thật sự là con là gia đình, có gia đình, rất vợ con rất đầy đủ, nhà cửa cũng ấy rồi, không ấy cả. Thì giả sử ấy thì con cũng không phiền lắm đến các quý thầy, khi mà lúc mà ốm yếu rất thử gì đó thì con có thể con về nhà cũng được, không sao. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và rất mong chư thiên, chư đại Bồ Tát và các quý thầy ở đây là với cái đức từ bi của quý thầy là gia hộ cho con để có sức khỏe để con thực hiện được cái tâm nguyện của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn. Sư rất hoan hỷ với thời chia sẻ. Thì quả thật như vậy đó, việc trong cái phần kinh tụng thì sư lựa nhiều bài, phải nói là ngay cả sư đọc sư cũng nổi da gà, lông tóc dựng ngược, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Kinh tạng có những bài nó đánh động tâm thức của mình, nhờ như vậy mình mới thức tỉnh. Rồi trong suốt quá trình tu mình sẽ tiếp tục mình vun bồi những cái hạnh lành để đi đến trên con đường giải thoát. Mà nói với sư thì cũng đừng có lo lắm về vấn đề sức khỏe. Và nếu như mà mình tu nó miên mật, tu cho nó lốt ráo á, thì phải nói là cũng không cần phải về đâu. Tại vì để cho chư thiên lo, rồi để cho cái nghiệp của mình nó lo. Tại vì sư nhớ là sư cũng có kể với hội chúng rồi, là có một vị sư
ở trong kinh á, là một vị sư á, là vị này bệnh nặng tiêu tiểu nằm một chỗ, rất là mình người ngoài nhìn vào rất là thống khổ, và một vị sư đệ đến chia buồn thương xót vị này, thì vị này mới nói đó, cái chuyện mà bệnh này nó không có là cái gì đâu, tại vì với cái giới hạnh của ta đó thì cái chuyện sanh thiên là chuyện chắc chắn, tại vì trong suốt khi mà ta thọ giới tới đây ta chưa bao giờ vi phạm một học giới nhỏ nhặt nào, cái chuyện sanh thiên là chuyện chắc chắn. Ta chỉ tiếc á, là nếu chẳng may ta chết trong khi ta chưa chứng đắc được thánh đạo thánh quả thôi, chứ còn cái chuyện mà chết rồi sanh thiên là chuyện đương nhiên. Thế cho nên chỉ cần mình ráng mình tu thì mình để cho chư thiên lo, hoặc mình để cho cái nghiệp mình lo. Tới hồi mà mình bệnh rồi đó, thì đó cũng là cái nhân duyên để mình tu tập. Bây giờ mình nỗ lực mình tu để chuẩn bị cho lúc mình bệnh, chứ còn mình cũng không cần phải quá lo lắng. Lo thì lo tu, cái lo nhất là lo tu, đó mới là cái đáng lo. Còn những cái khác thì chúng ta không cần phải lo.